Chiếc phà có tên Seawon trọng tải 6.825 tấn đã phát tín hiệu cấp cứu vào hồi 8:58 giờ Hàn Quốc tại vùng biển cách đảo Byeongpong khoảng 20 km về phía tây nam Hàn Quốc. Trên phà có tổng cộng 476 hành khách, trong đó có 325 học sinh, 14 giáo viên một trường trung học ở Ansan, tỉnh Gyeonggi-do, phía bắc Hàn Quốc, gần thủ đô Seoul, đang trong chuyến đi du lịch thực tế từ cảng Incheon đến cảo Jeju, phía tây nam Hàn Quốc. Theo lịch trình trước đó, chuyến phà sẽ xuất phát từ cảng Incheon từ 18:30 ngày 15 tháng 4, tuy nhiên do sương mù dày đặc nên đến 21:00 mới xuất phát. Nhưng đến 8:58 ngày 16 tháng 4 giờ địa phương thì sự cố đã xảy ra. Chiếc phà đã bị nghiêng rồi lật úp và chìm gần như hoàn toàn, chỉ còn nhìn thấy phần mũi phà nhô lên mặt nước. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập một trung tâm phản ứng trung ương để xử lý vụ tai nạn. Tổng cộng 34 tàu của Hải quân và dân sự, 18 trực thăng đang tham gia cuộc cứu hộ con tàu chìm ngoài khơi bờ biển Tây Nam. Tất cả các tàu và lực lượng thợ lặn đặc nhiệm được lệnh sẵn sàng giải cứu các hành khách. Những người sống sót sau khi được cứu lên bờ đã không khỏi bàng hoàng trước sự việc. Có một thông báo là chúng em phải ngồi im tại chỗ và con tàu bắt đầu chìm. Lúc đó, mọi người đều hoảng hốt và hỏi phải làm gì khi vẫn nhận được thông báo là ngồi im tại chỗ. Tuy nhiên, theo học sinh này, do tàu ngày càng nghiêng nên thủy thủ đoàn và lực lượng cứu hộ ra lệnh cho tất cả mọi người trên boong nhảy xuống nước. Song lúc này nhiệt độ nước biển ở khu vực là khoảng 12 độ C và con người chỉ có thể sống sót trong vòng 2 giờ ở nhiệt độ này. Do đó, giới chức Hàn Quốc cảnh báo số người thiệt mạng có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới nếu như công tác cứu hộ không được triển khai nhanh chóng. Đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi tai nạn xảy ra, rất đông thân nhân của những nạn nhân trong vụ chìm phà đã không khỏi lo ngại khi chưa có thông tin về người thân. Tôi thậm chí không biết mô tả cảm giác của tôi lúc này. Tôi muốn phát điên lên được. Ngay cả với những người lính được huấn luyện đặc biệt cũng gặp khó khăn nếu bị mắc kẹt giữa đại dương. Với những đứa trẻ này thì cú sốc lớn tới nhường nào. Hiện chưa xác định được nguyên nhân khiến phà chìm. Hồi tháng 10 năm 1993, một vụ tai nạn lật phà nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực bờ biển phía tây Hàn Quốc, khiến gần 300 người chết.